Hôm nay Việt Thảo muốn mời các bạn đi ăn hải sản. Đây là con đường Niêu Hốc, các bạn nhìn bên trái đó, thấy chưa? Ở ngoài đó là nhà hàng Triều Châu, Triều Châu Restaurant, bên trong Tân Cảng Newport Seafood Restaurant, các bạn lớn đỏ kìa. Tân Cảng Newport Seafood Restaurant. Hey, hey. Hello, 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 chào Việt Thảo, Đây là Lê Ngọc đây, chủ nhân của nhà hàng. Chào, đang anh vô anh coi cái anh dạ. Anh vô anh coi cái tủ đựng dạ. Cá nha. Dạ, đó. Đó là prawn. Cái trồng đỏ hộp vịt muối bên ngoài nè, nó dính là đã lắm. Rồi, nó là con female. Female có nghĩa là con cái, đây nó có lông ở đây. Đây. Ha. Quá đã. Đây cũng là thịt nữa. Quá đã. Dạ. Con mì đó. Ui cha, coi cái miếng thịt nè. Cái mì nó nóng hổi. Ngon quá. Nhớ nghe các bạn. Tân Cảng Newport Seafood Restaurant. Tại vì Tân Trang lại. Chính vì cái chỗ đó mà Việt Thảo phải thu hình cho bằng được. Khi Tân Trang lại ở ngoài nhìn đẹp lắm, nó khác hồi xưa nhiều. Các bạn mình nhìn video cũ tìm hoài không ra đâu. Cái này là wasabi. Wasabi. Con này á, con này chắc khoảng 4 thao qua đó. Con cá đã làm xong, còn dãy đuôi nè. Ui cha. Nguyên cái cục này cục thịt nạc không động thằng ơi. Nè thấy chưa? Ồ, quá ngon ha. Cái này quá ngon luôn. Bây giờ bữa nay mình ăn tới món kế mà món các bạn đang chờ đợi, mà muốn phải quay cho bằng được, đó là King Crab. King là vua, là hoàng đế. Crab là con cua, tức là ăn cua hoàng đế. Con cua hoàng đế nó khác cua nhện nha, như chúng ta nói. Con cua nhện đó, nó cao trên này là chân dài lên khền, giống như con nhện vậy đó. Y như con nhện thôi nha. Đen có, nâu có, đỏ có, đại khái nhưng mà nó giống con nhện. Còn King Crab nó khác hoàn toàn. Nó thấp ở dưới nha, chân cẳng to lớn, nó không phải giống con nhện. À, trước khi mình vô mình coi bắt con King Crab nó nặng bao nhiêu pound, tính bao nhiêu tiền. Từ nãy giờ bữa ăn mình chạy ra mấy trăm đô rồi đó. À nhiều à. Lúc sau là bây giờ, mình nói tới King Crab phải không? À. Giờ King Crab á, nó cũng có nhiều cái King Crab lắm nè. Cũng như là có King Crab màu đỏ. Người Mỹ nó kêu bằng là Red King. Red King. Rồi tới bây giờ Brown King. Blue King. Đúng không? Nhưng mà cái ngon nhất của mình á, nếu ngon nhất của cái King Crab á là phải kêu bằng là của mình nè, là kêu bằng cái gì đâu, màu gì vậy, brown king, màu nâu, brown king, brown king, brown king á là cái nó là có thịt ngọt, đúng của nó là brown king, còn red king á cũng ngon nhưng mà thật ra là brown king là nó là đứng số 1. Ok, giống như abalone bào ngư, con đen khác nha, con đỏ khác nha, mà con green lip abalone cái miệng xanh là nó khác nữa, thì con king crab cũng vậy, vua hoàng đế, cua hoàng đế cũng vậy, cái con brown cái con màu nâu là thịt ngọt mà ngon như thế nào. Thì các bạn cùng thấy, cùng thèm và ăn với Việt Thảo, cùng với anh Lợi ở tại Tân Cảng Newport Seafood Restaurant. Nhưng trước khi qua món mới, coi con King Crab nặng bao nhiêu ký, ăn như thế nào, làm ra sao, các bạn nhớ subscribe và hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo nhé. Alright, mình ăn King Crab. Đi đi bắt King Crab. Đi. Cái hầm này biết bao nhiêu chục ngàn, thấy không? Một con cả trăm, 200 đồng. Wow, đây. Nó khác cua nhện, thấy không? Wow. Nó có cắn không đây? Ủa, chỉ thấy hai con nữa? Không, để dưới chục cho coi. Rồi bây giờ biết coi là con cái con nào được không? Dở cái mũ lên, dở cái coi cái yếm của nó. Rồi dở coi con này con cái à. Rồi dở kia coi. Con cái luôn à. Cái yếm nó bự á.
có biết nhiều con cua lớn ha, lật lên lật, nhiều con cua lớn lật ngược lên, cái yếm này nó bự lên, bự đến đổ trong thịt không. Dạ. Cái này con này cũng vừa vừa thôi chứ đừng có lớn lắm. Bữa nay hôm qua 6 tao 4 con, hôm qua tới hôm kia bán hết. Bao nhiêu phao con này á? Con này chắc khoảng 6-7 phao rồi đó. 8 phao 7 phao rồi đó. Một phao bao nhiêu à? 30 giờ có như 50 rồi. 50-59 kìa. 50 là thích là giá bình thường của nó. $50 một phao. Giá bình thường của nó là 50 đồng. Giá bình thường là $50 một phao. Con này 8 phao đi là $400. Ăn một con King Crab $400 nghe các bạn. Thoải mái. Hiểu. Yeah. Bây giờ mình vô mình làm. Yeah. 100, 200, 300, 400. Ok. Rồi. Bây giờ hấp hết để cho gọi đi. Ok. Hấp. Đó. Bây giờ mình chặt. Khoan. Khoan ha. Bây giờ cầm lấy chụp hình. Chụp hình. Đúng rồi, cầm lấy chụp hình nha. Anh Hiệp chụp giùm cái nha. Chụp á, tao phải chụp gì? Cầm sao đây? Xây ngược kìa. Cầm hai cái càng. Cầm hai cái càng được. Dạ. Giờ đọc đây. Ồ, nó đọc đây. Dạ. Yeah. Wow. Rõ không? Ok, làm đi. Biết làm không? Biết làm không hả? Chắc suy nghĩ, đang suy nghĩ phải không? Thôi bây giờ chặt đi rồi mọi người cắt. Hả? Tại vì mà đời ra tới ngoài kia là phải cắt. Xong cái kia cắt làm sao? Ông nồng đông được cắt. Sao cắt cắt cái này cắt để cho nó đúng có ra ngoài cái bên. Để mình chặt xong rồi cắt, chặt xong rồi cắt sao? Dạ. Chặt trước cái để đây. Xin lỗi các bạn trẻ nha. Nhất là những em nhỏ, nếu mà các bậc cha mẹ không muốn cho thấy thì đừng cho coi. Bắt buộc mình phải làm thịt cái con cua mình mới đi hấp được nha. Dạ. Đó. Cái đó là cái gì? Cái này ăn không được, cái này có thể là cái mình trong ruột của nó. Cái này là phổi của nó. Bỏ hết con. Dạ. Khai. Nó làm sạch. Chưa biết thịt nó ngon dở. Thịt nó là ngon rồi, thịt xuyên hết là ngon là ngọt. Đấy. Đây cái mù của nó không cho bỏ. Đó, bây giờ thịt này á. Mình hấp thịt luôn đi ha. Dạ. Chặt xuống đi. Đó. Khi mà anh Lợi anh hỏi hấp luôn đi ha, có nghĩa là con King Crab người ta có thể chế ra nhiều món. Dạ. Một phần đem hấp, một phần xào hành gân, hay là mình muốn xào rang muối anh. Nói chung làm kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà bữa nay mình hấp hết luôn cho nó gọn. Để kéo lại phần. Bây giờ tới màn cắt ra phần. Lý do cắt là để cho cái thịt nó cái càng nó mở ra. Cái càng không cắt á, để một hồi mình ăn á mình đi dễ một chút. À, có cắt cái ăn thì dễ. Nhưng mà thật ra mình nếu giờ mình ăn á mình không cần cắt. Mình hấp xong mình cắt cũng được. Mình hấp xong rồi mình như vậy để nguyên vị hấp nó ngọt hơn không? Ừ. Nhưng mà một hồi mình đang mình phải cắt làm phải cắt đi cho cắt trước thì ăn cho nó gọn. Ok.
Giờ mình cắt cái này á, rồi ăn đây mà một chút. Mình bán mình để nguyên chứ mình ăn đâu cần để này, phải không? Phần này đâu có ăn gì đâu, phải không? À. Để cho nó đẹp thôi. Đúng rồi. Cực quá ha. Cái này nó quên nó sỏi vô tay một cái là chảy máu á. Đúng vậy. Xong đeo bao tay làm. Cho làm nó bất tiện rồi, không bao giờ mình cắt vậy này cũng dùng làm quen rồi. Như vậy bữa ăn hôm nay là 400, là 400, 600, 700, cả ngàn đồng rồi đó. À. Thế các bạn bữa nay ăn sơ sơ là gần ngàn đô rồi đó nha. Làm ăn, làm ăn, làm để ăn mà. Đúng không? Làm ăn, làm ăn. Làm ăn là làm để ăn. Cứng à, cứng lắm á. Còn cái kéo nào? Không, được rồi. Anh Thảo, anh Việt Thảo biết cách mà đâm vô tay à. Nó nghe nói đâm vô tay hai chân lạnh á. Thật đâm thế. Yêu. Cắt cái chỗ này đi, cái hồi nó đá bẻ gà cái được. Ừ. Vậy thôi. Chứ không cần cắt đường dọc. Cắt đường dọc cũng được, nhưng mà thật ra chỗ này nó bẻ một hồi bẻ nó ra nguyên cái ra nguyên cái thịt ngon hơn. Ừ. À, mà không được thì mình mới cắt xong. Cho nên từ lúc order một con cua cho đến hấp đem ra nó phải ít nhất 20 phút. Đúng vậy. Cái này hấp bao lâu? Cái này hấp khoảng chừng 7 phút. À, nó mau hơn cả. Tại vì cái này mà hấp lâu quá thịt nó không chín. Ê, thịt nó chín nó sẽ rút luôn. Nó sẽ rút luôn. Chứ không phải không chín, nó rút luôn. Hấp lâu quá thịt không chín. Lâu quá thịt không chín. Vậy đi. Không thì tính sao. Nó có loại cái kéo lớn lắm. Có. Nhưng mà không biết kiếm đâu rồi bữa nay. Vậy đi. Càng. Càng. Chặt. Chặt nha. Chặt vô ngay nha. Chặt không ngay là xéo à. Chặt cho ngay à, chặt không ngay là xéo đó. Mà chặt không xéo là hụt. Không, chặt không ngay là xéo, xéo rồi. Xéo cũng được đỉnh vô tay thôi. Chặt không ngay là xéo á. Càng lớn càng nhỏ ha. Dạ, nó càng lớn càng nhỏ. Chặt không ngay là xéo. Rồi, vậy ha. Giờ phải để vô dĩa. Rồi. Sắp vô dĩa. Cái này ngược. Cái này ngược. Cái này ngược, sắp ngay ngay lại. Nó, nó. Đâu, cái này phải vô trong chứ. Vô trong hả? Cái này vô trong, cua để ở trong hả? Ê, thường thường mấy đệ tử làm cho mình không có làm. Đây, 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 rớt, 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 rửa, 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 rửa. Cái này rồi. Xong bỏ phải chiếc dĩa bình quá chị. Mình hấp. Rồi. Wow, cái này thịt nhiều lắm à. 400 đồng lượng cho bộ. Sắp không hết rồi.
mình đâu cần cái mu phải không? Không cần, mu hấp yên. Đó, để cái mu cho đẹp thôi. Rồi, chút nữa cho mu. Rồi, coi vậy đi ha. Rồi, bao lâu, hấp bao lâu? 7 phút. Mở tỏi vô đi. 7 phút phải không? Thì dặn đồng hồ 7 phút à. Rồi. Rồi, 7 phút rưỡi đó. Dạ. Rồi. Đấy. Đúng là cái hò lò úp lên luôn phải không? Dạ. Cái gì đi. Rồi, để nắp lại. Dạ. Rồi, 7 phút rưỡi nha các bạn. Rồi. Trong vòng 7 phút rưỡi là mình có ăn con king crab, tức là con cua hoàng đế, con cua $400. Yes. Đó. Để ngoài này trước đi. Mình để lên. À, nóng à. Nóng à, nóng à. Nóng nha. Đấy. Có cần đổ bớt nước không? Không. Quá. Ok. Bây giờ cái nước ở dưới để làm sao? Để gì? Cái nguyên vậy. Để nó nguyên ra thôi. Để chút bò lên. Đẹp quá vậy. Chút lại rồi. Đẹp quá, đẹp quá. Nguyên con cua. Dạ. Đúng là cái này mình xài trong biển rồi phải không? Cua dưới biển mà. Dạ. Dễ thương không? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi đang ha. Có cần nước chấm gì không? Chấm xì dầu. À, chấm xì dầu. Rồi bên ha. Dạ. Ui chà. Không à. Dạ. À. Nặng quá. Úi cha. À. Ok các bạn. Đây là con cua hoàng đế mà các bạn ở bên Việt Nam yêu cầu Việt Thảo phải quay cho bạn được. Thì các bạn đã thấy cái cách mình làm rồi nha. Bây giờ mình ăn. Thật tình mà nói, hồi xưa tới giờ Việt Thảo cũng đã có ăn mà không để ý. Có khi con lớn hơn mà không để ý. Bữa nay mình mới để ý coi nó ngon dở nào. Mình ăn tại sao mình không có làm xào, mình chỉ hấp để chi để ăn cho cái mùi vị của cái mùi vị của nó. Cái mùi vị con rồi, cua. Nó bây giờ ăn nè. Khiết vậy. À. Cái này dòm cho dữ dội cho thực sự không có con bà gì ở trong hết. Ăn xong. Ông cũng có chút đỉnh cái gạch nè. Có chứ. Giá thử 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 cái gạch ra. Oh man. Ngon chứ nè. Ngon. Cái này. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Dạ. Ngọt lắm. Ngọt thiệt. Quá đẹp. Yeah. Không? Như mới nãy cua mình cắt ra đó. Uh-huh. Mình cắt xong cái bây giờ mình dở ra gì nó dễ hơn. Nè. Cái này đó, nó có mayonnaise ăn cũng ngon. Đúng rồi. Chấm mayonnaise cũng ngon, mayonnaise với chanh. Xì dầu cũng ngon. Rồi. Thấy không? Vô miếng bia đi. Rồi. Vô. Xí. À ngon quá. Trời ơi sao ăn gì khó khăn vậy trời. Chọc tức người ta hả. Tôi kiếm cái miếng này nè. Không biết nó ngọt dở. Ngọt hay mà là mặn. Không nhận. Ngon à. Cái thịt nó ngon hơn cua thường nha. Cua thường đó thịt nó bình thường, còn cái này nó sắn lại, cái cục thịt nó chắc hơn nhiều. Ngon quá. Chẳng trách gì nó mắc tiền hơn. Cua thường hồi nãy bao nhiêu pha? Cua thường, cua thường một con khoảng chừng 40 quá đó. Ủa gì là cua thường mắc hơn à?
Một pound của Tường là bao nhiêu? Một pound của Tường khoảng ở chừng 15 đồng rồi đó. Trong khi cua này một pound là tới 50 đồng. Ừ, của Tường 15 đồng. À, nói là một pound. Dạ. À, cua này gấp 3 lần luôn, mắc gấp 3 lần. Thịt nó ngon hơn nhiều. Ngon. Mà ăn nhiều thịt ăn cua thường. Ngon nhỉ? Nhưng mà nó ngọt hơn nhiều. Ngọt hơn nhiều luôn. Nó giòn mà nó ngọt hơn nhiều nữa. Nó hoàng đế mà. Thì mình hấp ra cái nước này, cái nước không? Thử cái nước không? Thử cái nước không? Lý do hồi nãy Dịch Thảo hỏi tưởng là cái nước là bỏ. Cho thử cái nước mặn hay là ngon. Thử coi. Dở lên, dở này lên. Ui cha, đây là nước là dở lên, dở lên, dở lên. Ô, cái này là cái nước cua nó ra nè. À, nước cua ra. Ui cha, có hành gừng. Có tỏi. Có gừng, có tỏi. Nó mặn mặn chứ, tại vì cái nước cua. Cái này em nhậu xin xỉn húp vô đã. Thử cái lớn nè, thử cái lớn để coi cái thịt nó nhiều nè. Wow. Wow, wow, wow. Ôi gỡ tay luôn hả, gỡ tay luôn. Nguyên một cục thịt không. Đấy. Thế giờ cua thường mà làm sao mà có nguyên cục thịt như vậy. Nguyên một cục thịt. Ngọt quá. Ngọt quá. Trời ơi, cái này mà nấu cháo cua hoàng đế nè thì hết sảy luôn. Ngọt quá trời ngọt. Nấu một cái cháo hen, xong cái lấy gỡ thịt cua hoàng đế bỏ vô. Mình cho cục cục mình nấu luôn nè. Dạ. Thật không rồi. Khỏi rõ mà. Công nhận thịt ăn bảo đời thật. Thử cái càng đó. Thử cái càng. Ngon. Cái càng này. Trời ơi, nó dẻ khắc cả. Nó là một khối thịt. Nó là một khối thịt. Thành nguyên cục thịt. Phải là khối á. Mà nó dẻ khắc à. Nguyên một cục thịt, thịt không là thấy cua. Đồ quá đã luôn, thịt quá trời thịt. Xứng đáng. Cái này mày đem đi nấu bánh canh cua cũng ngon. Bánh cua uống chứ. Bánh canh cua. Một chút làm trên thịt nguyên con ha. Có 400 à. Tôi nhóm tin một người nè. Minh Quân. Vợ chồng anh Minh Quân và hai cháu ở Việt Nam nghe đây. Hôm nay Dịch Thảo ăn King Crab, tức là cua hoàng đế, ở tại Tân Cảng Newport Seafood Restaurant, cái nơi mà anh chị Minh Quân thường hay đến ăn lobster đó. Kỳ này qua ăn King Crab với Dịch Thảo nha. Hai vợ chồng đang đi Dubai. Mới vừa rồi đi Singapore, hai chồng đi hoài hả? Đi Singapore và đang đi Dubai. Nhớ lần sau về qua Mỹ lại ăn King Crab. Bây giờ nhiều quá. Gỡ thử cái này. Cái này từ giờ chưa gỡ, này mình gỡ cái nhỏ, bây giờ gỡ cái lớn nè. Cái bẻ ngang đó nhớ không? Dạ. Cái cắt ngang á. Đó, lấy nguyên cục thịt ra. Kéo từ từ nương. Không đâm được tay này, chặt sâu quá. Trời ơi, thịt quá trời thịt rồi nè. Thịt quá trời thịt rồi. Cái này cũng thịt rồi nè. Wow. Một con thịt mập, con cua này mập thật. Cua này mập quá. Mình tính bữa ăn ngày hôm nay kẹo đặt cả ngàn đô. Dạ. Yeah. Mà bây giờ đó, nếu mình đi 10 người thì tính ra người có 100 đô quá rẻ luôn. Dạ. Yeah. Thấy chưa? Mang đủ loại luôn. Từ lobster nè, king crab nè,
của hoàng đế cho tới con cua đất là con dòi dói, rock cod, con cá hồng. Dạ. Trời ơi, con này thịt nè. Ăn cua không là no luôn rồi. No à? Biết từ giờ thèm gì không? Thèm miếng rau. Thèm miếng rau. Bọt hoa lan xào, ăn với cơm trắng có không? Ủa xào chưa? Chắc đang xào, cho bạn xào, đang lửa trong chắc. Bây giờ mà có một miếng rau ăn vô là nó đề quề nè. Từ giờ mình toàn ăn cơm. Hú, hú nó xào coi. Có, ở trong kìa, đang xào. Cái tật ngộ vậy đó. Ăn thịt, ăn cá, ăn tôm nhận biết vẫn thèm cái miếng rau ăn với cơm. Không có gì, rau rồi chấm miếng xì dầu ăn nha. Mà nó ngon. Như vậy nha các bạn. Nhớ là Tân Cảng Newport Seafood Restaurant ở thành phố Santa Ana, cái điều đó quan trọng nhất luôn. Còn Westminster nhiều lắm, có nhiều Tân Cảng lắm, nhưng mà không phải là nơi mà Việt Thảo đi ăn ngày hôm nay. Ở đây là coi như là nổi tiếng, gian danh khắp thiên hạ về lobster. Lobster xào nha, rất là ngon. Đi đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy, đến là phải ghé vô Tân Cảng. Cái đó là không ai chê hết. Còn nữa, những cái món ăn mà ngày hôm nay Việt Thảo ăn, phải nói cái giá cả nó gọi là seasonal, tùy theo mùa của nó. Miếng thịt. Ôi trời ơi, quá dữ luôn. Ăn cái này là ăn no luôn á, nguyên cục thịt. Ăn hơn cục xịt steak luôn á. Cho nên các bạn khi có dịp về với Lido Sài Gòn, nhất là cái dịp hè này, đừng tìm lại cái hình cũ nha. Tại vì đã tân trang, đã remodel. Cho nên ở ngoài trước nó khác, mình nhìn rõ lắm. Để là Tân Cảng Newport Seafood Restaurant, có nguyên con tôm bự nữa. Đến, đã bên ngoài có cái nhà hàng Thiều Châu nha, thì chúng ta không lầm đâu được hết. Ngay góc đường New Hope và First Street. Chỉ có vậy thôi. Tìm cho bằng được, ăn cho bằng được ngon ngày hôm nay. Việt Thảo muốn được giới thiệu đến các bạn Tân Cảng Newport Seafood Restaurant ở thành phố Santa Ana, ở trong khu Lido Sài Gòn. Anh Lợi, trong thời gian qua 8 triệu view cái chuyện bên lề của mình nha. Wow. Là coi như nhiều nhất trong tất cả các chuyện bên lề. Và nhiều người vẫn còn thích và mong muốn thấy được ăn King Crab như ngày hôm nay. Thành công, niềm vui đến gia đình. Có gì chia sẻ và với các fan của Dược Thảo. Cũng nhờ quý khách thương yêu, rồi ủng hộ, cho nên lại mới có nhiều cơ hội để mà phục vụ thêm nhiều thêm cho quý khách. Sẵn dịp đây Lợi cũng xin cảm ơn quý khách và cũng cầu chúc cho quý khách được dồi dào sức khỏe. Vậy đi. Dồi dào sức khỏe không có tiền lấy gì Lợi ăn. Dồi dào sức khỏe, sức khỏe là có sức tiền khỏe mới làm được, mà làm được thì mới làm ăn được. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ngọc chạy đâu rồi? Chắc không chuyện đi ra chút. Chạy đâu rồi không có ở đây. Dạ. Ngon quá, ăn nạt không à. Ngon. Quá no quá. Cái quan trọng á là khi khách đến đông mình lo nó có cái sự chậm trễ là cái chắc. Đúng không? Rồi dọn bàn cũng vậy, dọn phải nhanh, tạo tiếng động cũng có. Cho nên nhiều người cũng có thể là đưa vô được luôn. Cảm ơn, cảm ơn. Có thể nhiều khi người ta than phiền, nói ở sao nó ồn ào hay là chậm trễ đủ thứ hết. Thì ở đây Việt Thảo cũng nói rất rõ. Thứ nhất, có nhiều người không hiểu, tưởng Lợi ăn một con lobster 20-30, và không phải nha. Cái giá cả nó tùy theo mùa, cao thấp. Cho nên cái hay nhất đó, đến mình hỏi coi cái mùa này, cái ngày này cái lobster giá bao nhiêu để mình ăn, không có bị hững hờ. Có khi ra tính cái view 100-200 nó giật mình nếu chưa quen. Còn dân mình ăn lobster thường rồi thì cái chuyện đó bình thường lắm. Giống như bữa tiệc hôm nay đó, hỏi giá bao nhiêu? $1,000. Hai anh em ăn có thể $1,000. Dập. Bây giờ đây này đã ăn miếng cơm. Ăn miếng rau. Ăn miếng cơm. Xin cái chén cứ. Xin cái chén. Ăn miếng cơm với rau. Thèm ăn vậy đó. Dạ.
Nhưng thực tình mà nói, có nhiều anh em nói trời ơi sao mắc quá rồi, làm sao tôi đi làm không có tiền rồi lấy đâu ăn, hay là không có hoàn cảnh. Cái đó nói không đúng. Nhiều khi mình xài tiền phí hơn cả cái chuyện ăn uống nữa. Nếu tính đi, tính cái tiền lãng phí của mình đó đủ ăn bao nhiêu cái màng tôm hùm này rồi. Tôi là khoái món này luôn. Trời ơi coi nè, nó ngon lắm. Không cần chấm luôn đó, xào là nó vừa ăn luôn rồi. Bữa trước anh ra đây không? À bữa có gặp ca sĩ Đông Quân cũng có mặt ở đây. Kim chỉ rau ăn cơm. Tụi nó dòm tụi nó cười quá trời, nó anh Thảo ăn chay hả? Nó không thích vậy. Ở đây là Ngọc kêu ăn lobster, kêu cũng mang ăn dĩa rau. Mới ăn mấy rau không? Ăn rồi, thôi được. Nó ngon quá. Hai anh em ăn hơn nữa con. Thịt không hả cô? Cái này nếu các bạn đi ăn ở đây mà ăn không hết, đem về chế biến. Đem về ha, gỡ lấy thịt, cái này gỡ dễ lắm, thịt không à. Nấu mì gói nha. Trời ơi, tao nấu mì gói. Nấu mì gói bỏ vô. Hoặc là mua cái hộp udon của Nhật á. Udon là giống như mà bánh canh á. Nóng nó lên, bỏ cua này vô ăn, ba cháy luôn. Hoặc là ở nhà bắt miếng cơm xào lên xào với cua, cơm chiên cua cũng ngon nữa. Nói chung thịt không à. Ok. Cho đến giờ phút này phải nói cảm ơn Lợi. Cảm ơn Ngọc. Đã cho anh Việt Thảo có một cái cơ hội để giới thiệu những cái món ăn ở tại nhà hàng Tân Cảng đối với người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Mặc dầu cái món lobster mình đã ăn rồi, mặc dầu là dòi dôi, ốc dòi dôi mình cũng đã ăn rồi, nhưng mà con king crab hình như mình chưa ăn, hay có ăn rồi không nhớ nha. Rồi, nó còn thêm cái cá hấp, cá hồng, cá rốt cod, và còn cái gì nữa, con tôm, tôm đỏ nha. Bên đây hấp để chiên. Nó chỉ là một số món tiêu biểu của Newport, của Tân Cảng, Newport Seafood Restaurant. Ngày hôm nay Việt Thảo đến thực hiện để nhằm không phải chỉ giới thiệu Tân Cảng. Tân Cảng nhiều người biết lắm rồi. Nhưng có một điều, nó vẫn còn cái sự hiểu lầm. Vì ở Lido Sài Gòn có rất nhiều tiệm Tân Cảng. Tân Cảng nào mới là Tân Cảng Newport Seafood Restaurant mà Việt Thảo đến ăn như các bạn đang thấy. Rồi, ngày hôm nay chỉ thêm cho các bạn cái cách làm của từng món ăn nữa. Cái thời lượng để hấp, cái đó quan trọng lắm. Có khi chúng ta không có dịp đến với Tân Cảng, chúng ta ở nhà làm ăn cho ngon. Và nếu làm ăn ngon, có ai hỏi sao ngon quá vậy? Tao coi trong video clip của ông Việt Thảo giới thiệu về nhà hàng Tân Cảng. Việt Thảo làm video clip này vừa theo lời yêu cầu, cũng như để cho các bạn tránh hiểu lầm. Nhất là sau khi coi cái video clip trước đây, thấy cái nhà hàng Tân Cảng ở ngoài khác, bây giờ khác, tại vì ở đây Tân Trang lại rồi. Nghe không? Ở ngoài có đầy chữ rất rõ luôn. Nhớ ngay góc đường, một lần nữa Việt Thảo nhắc lại rất quan trọng luôn. Ngay góc đường New Hope và đường First ở thành phố Santa Ana, Tân Cảng Newport Seafood Restaurant ở thành phố Santa Ana. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Nha các bạn. Thank you and I love you. Chúc các bạn ăn ngon. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cái sữa dê GAW. Thật tình mà nói, từ nhỏ tới lớn chúng ta ở Việt Nam, chúng ta đã từng uống sữa bò. Mà sữa bò Việt Nam, sữa ông Thọ, à ngộ nha, sữa toàn là của đàn ông rồi mà. Sữa ông Thọ. Tôi không biết ông Thọ có sữa đâu, không biết. Sữa con chim. Con chim lấy sữa. Ngon. Sữa ông chúa. Nhưng mà thật sự đó, hồi xưa ngon lắm, nhớ không? Cái hộp sữa bò bệnh mới được uống nha. Rồi cái mới quẹt lên bánh mì ăn nó ngon. Và khi nằm học thi cực khổ mới pha ra nóng uống để mà bổ dưỡng. Trong đó bột với đường nhiều lắm, với chất thơm. Chứ không phải được như sữa bò bây giờ. Tôi nhớ có một lần tôi chạy trên đường Hiền Phương,
trước năm 1975 người ta để nó bán cái sữa của Mỹ, mà nó để trên cái ghế đẩu cao, nó để ngay giữa đường, nó bán như bán xăng. Hồi đó tôi ngu không biết, chạy ngang ngừng lại mua một hộp sữa về uống, sữa Mỹ mà, về khui ra để mẹ phun cái phèo cái gì vậy, nó chua lè à, nó lục cục hết rồi. Tại cái sữa đó phải để trong tủ lạnh, mà anh để ngoài đường vậy mà cái người bán cô không biết, người mua cô không hay, mua về uống nó chua lét phun cái phèo, trời mẹ ơi sữa Mỹ gì chua lét cái trời, thì ra nó hư hết rồi. Nhưng cái sữa này để ở ngoài nó không bị hư, vì cái sữa kia phải để trong tủ lạnh. Yeah. Sữa này để ngoài được vì nhờ diệt trùng rồi. Yeah, và ở nhiệt độ bình thường. Yeah, được công nghệ, cái công nghệ quá tốt luôn. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia. Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến từ Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anh Peter ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất. Lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị. Đau đớn khi bị tai nạn xe cộ. Bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi, kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5. Khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp.
Với sản phẩm S&S, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này, S&S đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng S&S. Bột nhúng S&S đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng S&S. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà, và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thẩm cũng được Cân Hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đó các bạn, chỉ có tại Vietnam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Ngày hôm nay Việt Thảo đã gần 64 tuổi rồi. Mãi tới 64 tuổi nha mới biết được có một cái loại sữa mà nó đặc biệt hơn sữa các bạn đang dùng hàng ngày. Mà cái loại sữa này nó rất gần gũi với sữa mẹ của mình. Đó là sữa dê GAW, một đặc sản của Mỹ, made in USA. Sữa dê GAW là tổng hợp của ba loại sữa goat milk, almond milk và walnut milk, đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò. Cho nên, sữa dê GAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò. Nếu uống sữa dê GAW mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa dê GAW, made in USA, nên uống mỗi ngày. Hôm nay Việt Thảo muốn chia sẻ một tâm tình của Việt Thảo đối với tất cả quý vị cũng như các bạn. Nói chung thì người Việt Nam chúng ta ăn cái gì cũng được, mì, hủ tiếu, bún hay là bánh mì. Nhưng mà có một món không thể thiếu được trong từng nhà và trong từng cá nhân, đó là cơm, là gạo. Việt Thảo cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, khi trưởng thành, qua Mỹ lập gia đình, cũng là ăn cơm, ăn gạo hàng ngày. Mà hôm nào không ăn cơm thấy như là thiếu một cái gì đó, có phải không nào? Có một điều là từ nhỏ tới lớn, ăn cơm thì không biết nó là hiệu nào. Ăn thì ăn miễn no bụng, miễn đừng khát, đừng khê, đừng sống, đừng nháo là tốt rồi. Lập gia đình cũng vậy, không để ý tới. Nhưng mà tình cờ vừa rồi giống như một cái cơ duyên, gặp được một người anh em đồng hương làm nhập cảng gạo ở bên Mỹ mà quê ở Hồ Phòng. Anh cho Việt Thảo 10 bao gạo, anh nói về ăn đi ngon lắm. Tôi nói ngon gì ngon, gạo nào cũng giống như gạo đó thôi. Mà nhiều quá sao ăn hết? Ông nói thì ăn không hết thì cứ giữ đó để dành ăn. Tôi về tôi để dành 2 bao gạo, còn 8 bao gạo tôi chia cho chồng xóm bạn bè. Không ngờ cái feedback trở lại, mọi người hỏi: trời ơi, Việt Thảo ơi, gạo đâu mà nó trắng tươi à? Nó thơm, nó ngon, nó dẻo, ăn thao cái miệng hết, mua ở đâu vậy, chỉ cho mua. Tôi nói trời, tôi đâu có biết ở đâu cái của người ta cho. Tôi về tôi mới nghiên cứu, tôi coi cái bao gạo thì nó là một cái bao gạo màu nâu, bao bố, có cái dấu hiệu con nai để là gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Tôi lấy cái hộp gạo ra xem, nó trắng đều, nó mướt và nó không cám, không bụi, không tắm. Hộp nào đều như hộp nấy. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi và nghiên cứu ra mới biết gạo này được chọn lựa bằng hệ thống laser high tech, tức là dùng tia laser để chọn lựa từng hạt gạo. Khi gạo đưa qua tia laser, nhận cái hộp gạo nào mẻ, bể, loại sạn, bụi, cát, tắm vô biết là loại hết, để hộp gạo nó đều từ đầu tới cuối giống hệt như nhau. Tôi đem ra tôi do gạo, gạo bốc lên mùi thơm ngào ngạt, nấu chưa chín là cả nhà thơm phức. Và khi gạo chín rồi, cơm chín rồi thì cả chồng xóm nói trời ơi, cơm ở đâu gạo gì mà nó ngon thơm đến như vậy. Tôi mới thử nấu ăn, cái hộp cơm nó mềm, nó dẻo, nó thơm phức cả. Nó ngọt thao ở trong miệng, ngọt thanh chứ không phải lạc lạc lợ lợ. Ăn xong tôi để dành đó, qua ngày hôm sau 2 ngày,
Hột gạo vẫn mềm, vẫn dẻo và vẫn thơm. Nó không những cái loại gạo trước đây mà tôi lỡ để ngoài một ngày sau là nó khô khốc à. Ăn không ngon nữa, nó lạc lẽo mà có khi để nó bị thiêu. Đây, đây là cái gạo nàng hiệu nàng Hương Chợ Đào mà Việt Thảo có nấu ở đây. Đây, quý vị và các bạn xem. Ôi trời ơi, cái mùi thơm nó lên ngào ngạt, thơm phức. Mà cái hạt gạo nhìn nè, cái hạt cơm nhìn, nó bóng mướt à. Nó mướt giống như là một có cái lớp dầu, lớp mỡ vậy lên vậy. Nó thơm ngào ngạt. Đừng nói chi đói bụng, bây giờ no nè. Nhìn á, thấy cũng muốn ăn nè. Ngon dữ lắm. Nó mềm, nó dẻo, nó ngọt thanh. Chưa từng có cái gạo nào trong cuộc đời tôi 57 năm ăn nó như cái gạo này. Cái cơm nó ngon vậy. Bây giờ thử, đừng nhớ chỉ không cần thịt cá luôn. Không cần tôm mà không cần đồ ăn gì hết. Chỉ cần một chút xíu xì dầu nữa thôi. Cái mùi thơm bốc lên từ gạo quyện vào cái mùi thơm xì dầu. Trời ơi, ăn bao nhiêu kén cũng được mà. Ngon quá. Cho nên, cái gì ngon, cái gì hay phải chia sẻ để chúng ta cùng hưởng. Việt Thảo muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, chọn ngay. Có thể nói, cho dù xa xôi vạn dặm, nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Đó chính là gạo hiệu nàng Hương Chợ Đào, chính hiệu còn lại trong bao bố màu nâu. Nhớ đi tìm mua cho bằng được, ăn thử rồi sẽ thấy lời Việt Thảo nói là đúng, gạo ngon số 1 luôn. Ê các bạn đang xem YouTube nha, đang xem Việt Thảo phải không nè? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500 mấy chục cái chuyện mình lại. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết. Chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này các bạn đang xem Việt Thảo nè. Đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha. Click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi, tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright? Nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ này. Alright?